Và đây rồi, chào các bạn, mình là Linh đây. Bị tiếp bạn đây. Hay quá. Tôi đây làm một trận vô súng nhẹ nhàng để nó lóc được cái tóc một vô súng nhé bạn. Thằng này Vasilis, thằng này Vasilis. Chưa được có nữa. Ok, hai kill doanh ra. Xét súng ngày hôm nay thì thập cẩm nha các bạn. Thập cẩm đờ bờ. 4 kill, trời ơi. Tóc 1 đã 27 rồi. Ok nhá, chơi khởi động tí này. 2 ngày nữa anh em ạ, 2 ngày nữa là đã đến sinh nhật chu kích rồi. Nhưng mà anh em có nhận ra một điều gì không? So với năm ngoái thì năm nay kiểu nó chậm hơn hẳn kìa. Né đi đâu bạn ơi. Thằng kia, cái thằng thằng đấy nó hay né lắm nhá. Ây da, hồi sinh kìa. Làm chết thai này. Tôi cảm thấy pha khó quá. Rồi. Trốn đâu. Rồi, hoàn lục hoạn. Trận này rất là khởi động nha bạn, khởi động sau trận sau bắn thật này. Gì vậy trời, bực. Đứng kẹt đây luôn. Cái gì ấy, bắn cái này, nó cứ thế nào nhá. Nó ra tay, nó vẫn, tay chân nó cứ lúc qua lúc cuống thế nào. Ok này. Ôi. Phản xạ rất chậm rồi. Rồi này. Ôi mẹ thằng nào robot đáp bom. Thằng bom mồm đây. Có bom vô thì thua chắc rồi. Ok. 9 mạng này. 34. Năm ngoái mình thấy sinh nhật kiểu gần đến sinh nhật thì anh em có những cái event nhỏ ấy, kiểu dự đoán các thứ đúng không? Nhưng mà năm nay thì không. Năm nay thì chắc đợi đến ngày anh em ạ. Đợi đến ngày thì mới có những sự kiện thôi. Hay ra sao mình cứ có một cái linh cảm. Nghe nó hơi dở, hơi xấu một chút nhưng mà khả năng đây sẽ là một cái sinh nhật cuối cùng của truy kích vậy. Ôi mình bắn trúng rồi đấy. Nên năm nay phải cố gắng hết mình thôi anh em ơi. Mà đợi. Mà công nhận đợt này lượt chơi anh em để cứ để ý rõ là lượt người chơi ấy, người chơi bây giờ giảm nhiều nhỉ. Liên cụ bây giờ không đầy đủ một kênh mà. Ê ra, bạn bắn kinh đấy nhỉ. Thoát hết rồi này. Mình giải bằng kia quá. Ôi giời, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cứ bình tĩnh. Đấy, cái chiến này, cái chiến này. Đây, ngang sau cửa này. Ok. Ôi, thoát hết được kìa. Em chơi game giờ không có nghi lực gì cả nhỉ. Thôi thế luôn. Để kiếm phòng khác nhỉ. Cái này phải đợi khi nào mình live stream thì mới có đông người được. Chứ này ít người quá. Chơi không có vui. Đấy, truy kích gầm. Cứ buồn buồn. Mình đấy sang bên sếp ấy. Chơi vui cực. Đông người chơi. Server nào cũng nó làm kín người. Ok, làm lại anh em ơi. Đây rồi. Nào. Bao nhiêu rồi? Đã 23 rồi. Top 1 23 kill à? Chuyện này mà đua top được thì nó mới gọi là hay này. Sau cửa này. Chạy đâu em dai. Ây da. Ui ôi, mẹ đục chết luôn ạ. Phát lì cái nỏ. Ok. Rồi trận này bị. Ồ, vừa bắn cho nó xong kìa bạn, vừa bắn nó xong. Hồi sinh đúng chỗ đây luôn. Rồi, đi. Anh ra cảm giác. Súng máy rồi, nhưng rất là nhanh chóng thôi. Ê, phát chết luôn kìa. Dưới đây còn này. Mình nghe thấy gần gần.
Một viên vào đầu cũng đi luôn đấy chứ, ghê phết. Rồi, né đạn là hay này, 3 kill cho anh ra. Còn cơ hội ông đây. UFP đấy. Ôi chết rồi, bắn hụt một chút kìa. Thôi, mình sẽ thử biến hình xem này. Ui, cái thằng này nó gặp mình bao nhiêu lần rồi. Sniper nào. Được rồi. Gần lắm. Quả đấy mình ngồi xuống, nó có sniper đi kìa. Trời ơi, một viên nữa thôi. Bắn không được. Được. Người quá. Bắn thật. Rồi này. Không sao, cứ còn lấy top đi. Tối nay anh giả live stream để mới đông được. Ok. Ok. Được rồi. Điều lắm rồi đấy. Má, nó lẩn luôn kìa. Không có đấy. Chạy đâu rồi? Mày quá là bắn trượt hết. Né đạn dẻo thế nhỉ? 17 anh em ơi. Cái này mình biến hình ra không? Thì không nên biến hình nhiều nhé. Tức là biến hình một lần thôi là hồi sinh là vẫn đấy mà. Ấy ra 3 thằng liền kìa. Ok không sao. Mình lấy top 4 rồi này. Shotgun của chúng ta sẽ là shotgun hồ quang anh em ạ. Còn súng này mình thấy khá là mạnh. Mà ít anh em chơi ta. Súng shotgun bị lẫn quên à. Đấy có vẻ đông đông rồi này. Nó phải đông đông này thì nó vẫn kịch tính chứ này. Ôi dồi ôi. Cái được cái là anh em xấy càng lâu thì nó bắn càng nhanh kìa. Hay phết. Ok rồi chúng ta đến máy nghiền. Còn xuống đây mình siêu thích luôn. Mình siêu thích cái skin của máy nghiền này. Sao phải làm một cái clip vậy nè. Chưa có clip nào hay với cổ. Vỡ mồm bạn ơi. 6 kill trinh ra. Ôi trời ơi không chết kìa. 27-30 rồi kìa. Chờ này lấy top được nhá. Rồi, báo thù luôn. Skin máy nghiền hoàng kim. Ra gì đấy. Trời ơi. Sao vậy này, má nhìn cái lớp năng lượng nữa nhìn này. Đầy năng lượng như này các bạn. 29-30 anh em ơi, lên top 2 rồi. Kêu là dễ. Trời ơi, hết đạn đúng lúc. Cay quá. Chủ quan thôi. Ôi giời, nó còn bắn chết mình trước bằng được luôn á. Thật kiến nó hồi. Để trả thù này, trả thù này. Ok, bom anh em. Được top 1 rồi. 30 này, 30 mới chết 15 thôi. Được rồi, nó. No. Ok. 31 này, 31 đều này. Rồi, chủ mình đáp cả trước cả sau em ạ. Còn nó không đi đâu được. Trả thù ngay. Này, mình sẽ đáp dính cửa này. Ô, thật đâu. Ây da. Anh vừa thấy có thằng nó biến mất không? Tự nhiên nó biến mất tiêu luôn. 33 rồi em ơi. Cái bom này em không nhất thiết là phải nổ luôn đâu em. Được rồi, cả chiến đi em. Ui, 37 luôn. Quả bom mạnh vãi. Thôi, chạy. Không dí theo thằng này, Dí theo là mình chỉ có thí mạng này. Trên đầu mình có này. Ây da. Chiến đi đây. Ây, bom mình vẫn nổ chết này. 38 kill rồi, 38 kill luôn.
thêm 3 kill bom nữa cơ. Ok này, 1 kill. 1 kill nữa mình có đủ không ta? Ui nổ. Ây da. Ây da. 39 rồi. Ôi, khó thế. 39 rồi anh em ạ. Được. Chơi game rồi. Thôi xong rồi. Thế thì xin game nhá. Thôi rồi ôi, còn gì nữa đâu. Ôi, vẫn được em ạ. 4 kill mà để cái trận cận chiến rồi, của bom mình. Ôi, được nhờ, của bom này ảo vãi lì đây. 35 kill rồi nhưng mà vẫn nổ thêm được 3 mạng nữa. Thế là mình chỉ cần 2 kill cận chiến thôi là đủ rồi ạ. Ở Malazada thế. Được rồi, cảm ơn anh em nhé. Thì anh em vào 8 giờ tối nay. Nay thì có nhiều chuyện để kể lắm. Ok, nay không phải thất hiện mẹ anh em được. Bye bye.